tình bạn Nga thổ trước nguy cơ rạn nứt. Đón tiếp Tổng thống Ukraine và ủng hộ Thụy Điển và NATO, ông Erdogan có thể đẩy quan hệ tốt đẹp từng có giữa Thổ Nhĩ Kỳ với Nga đến bờ vực sụp đổ. Tại Nga, nơi có mối quan hệ tốt đẹp giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan, được coi là mang giá trị địa chính quan trọng. Mới đây, thái độ thay đổi của ông Erdogan được thể hiện rõ khi Thổ Nhĩ Kỳ gần đây đã đón tiếp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong chuyến thăm đầu tiên kể từ khi xung đột với Nga nổ ra. Trong cuộc gặp với ông Zelensky, Tổng thống Erdogan ca ngợi tình hữu nghị giữa hai quốc gia này, bày tỏ ủng hộ với nền độc lập của Ukraine và nói rằng Kiev xứng đáng là thành viên của NATO. Tới ngày 10 tháng 7, ông Erdogan tiếp tục giáng đòn chiến lược vào Nga khi từ bỏ lập trường phản đối Thụy Điển gia nhập NATO ngay trước ngày khai mạc hội nghị thượng đỉnh của Liên minh ở Litva. Trong khi đó, Nga luôn xem ngăn NATO mở rộng về phía đông là trọng tâm trong chính sách an ninh của mình. Những động thái thể hiện sự gần gũi và hợp tác hơn với phương Tây của Thổ Nhĩ Kỳ khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu chiến dịch ở Ukraine có đang làm suy yếu một trong những mối quan hệ có giá trị nhất của Moscow hay không? Mối quan hệ thân thiết giữa ông Putin và ông Erdogan đã góp phần giúp Nga đối phó với các đòn trực phản liên tiếp của phương Tây. Điện Kremlin cũng coi đây là bằng chứng cho thấy ông Putin vẫn duy trì ảnh hưởng toàn cầu từ những người bạn có ảnh hưởng lớn. Khi ông Putin đối mặt với cuộc nổi loạn của Wagner vào tháng trước, ông Erdogan đã gọi điện để bày tỏ ủng hộ hoàn toàn với nhà lãnh đạo Nga. Hồi tháng 5, lãnh đạo Nga cũng nhanh chóng chúc mừng ông Erdogan sau chiến thắng bầu cử, gọi lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ là bạn thân. Song, tình bạn này gần đây liên tục hứng sóng gió. Trong chuyến thăm của Tổng thống Zelensky vào cuối tuần trước, ông Erdogan cũng quyết định phóng thích nam chỉ huy của tiểu đoàn Azov, lực lượng Ukraine đã chiến đấu ở thành phố Mariupol vào năm ngoái. Động thái này đã vấp phải chỉ trích gay gắt từ Điện Kremlin. Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và An ninh Thượng viện Nga đã cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ là đâm sau lưng. Sự phẫn nộ của Nga tiếp tục tăng lên với những động thái ủng hộ Ukraine khác của Thổ Nhĩ Kỳ. Theo văn phòng của Tổng thống Ukraine, ông Zelensky và ông Erdogan đã ký thỏa thuận hợp tác về công nghiệp chiến lược, trong đó có sản xuất máy bay không người lái UAV. Bộ trưởng Công nghiệp Chiến lược Ukraine vào ngày 10 tháng 7 đã xác nhận, công ty quốc phòng của Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu xây dựng nhà máy sản xuất UAV ở Ukraine. Từ đó, một thượng nghị sĩ Nga đã phàn nàn về những động thái gần đây của Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ đang dần chuyển từ quốc gia trung lập thành nước không thân thiện với Nga. Một nhà phân tích của Nga, Sergei Markov nói rằng, quyết định trao trả các chỉ huy tiểu đoàn Azov cho Ukraine của ông Erdogan đã gây chấn động khắp nước Nga, bởi Moscow xem tiểu đoàn này là biểu tượng cho chủ nghĩa phát xít mới của Ukraine và tội ác chiến tranh với người dân Nga. Ông nói thêm rằng, mối quan hệ thực dụng giữa Moscow và Thổ Nhĩ Kỳ nhiều khả năng sẽ không đứt đoạn sau sự việc này, thế nhưng sẽ không còn sự tin tưởng giữa hai nhà lãnh đạo. Sự khó chịu của Điện Kremlin về quyết định thả tù nhân là phản ứng công khai mạnh mẽ nhất. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố, đây là hành động vi phạm thỏa thuận trao đổi tù nhân, cho hay Nga đã yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ giải thích trong cuộc điện đàm giữa ngoại trưởng hai nước vào ngày 9 tháng 7. Song, điều đáng lo ngại hơn đối với Moscow là bình luận gần đây của người phát ngôn Bộ Tổng tham mưu Ukraine rằng Kiev đang mong đợi nhận pháo tự hành T-155 từ Thổ Nhĩ Kỳ. Nếu Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp pháo tự hành cho Ukraine, điều này đồng nghĩa Thổ Nhĩ Kỳ đã thay đổi trong chính sách liên quan tới xung đột giữa Nga và Ukraine. Ông Peskov đã tìm cách giảm nhẹ nỗi thất vọng của Moscow khi Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ Thụy Điển đến gia nhập, nói rằng Nga hiểu nghĩa vụ của Thổ Nhĩ Kỳ trong NATO. Ông nói thêm rằng Nga sẽ tiếp tục theo đuổi các lợi ích chung quan trọng với cả hai nước. Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga đã từng ở hai phía đối lập trong cuộc xung đột giữa Syria và Libya. Song, mối quan hệ giữa hai nước vẫn rất gần gũi, ngay cả khi căng thẳng giữa Moscow và NATO đang leo thang. Tầm quan trọng của mối quan hệ song phương được thể hiện qua kim ngạch xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ sang Nga, tăng vọt từ 2,6 tỷ USD trong nửa đầu năm ngoái lên tới 4,9 tỷ USD trong cùng kỳ năm nay. Nhập khẩu dầu của Nga cũng tăng mạnh trong năm 2022. Thổ Nhĩ Kỳ đã từ chối tham gia các lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm vào Nga. Tuy nhiên, mối quan hệ với Nga dường như không đủ để giúp Thổ Nhĩ Kỳ khắc phục các vấn đề của nền kinh tế đang bên bờ vực khủng hoảng. Thực tế này có lẽ là động lực thúc đẩy ông Erdogan tìm cách theo đuổi mối quan hệ tốt hơn với phương Tây.